Xin chào các bác anh chị em. Hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2021 và chúng ta đang có mặt trong chương trình đối thoại với chuyên gia. Thì mục đích của chương trình này là gì? Thì như có thể một số anh chị em chưa biết thì tôi xin giải thích ngắn gọn như sau. Thì VN Direct mong muốn mang tới ba giá trị cho khách hàng. Thứ nhất là những người bạn đồng hành hỗ trợ khách hàng trong quá trình đầu tư. Thứ hai là cung cấp những cái công cụ, sản phẩm, dịch vụ đầu tư để thông qua đó khách hàng có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Và thứ ba là phần tri thức, phần kiến thức về đầu tư để khách hàng có thể an tâm trong quá trình đầu tư. Mục đích cuối cùng của VN Direct sẽ là giúp khách hàng tích sản tài chính và an tâm đầu tư. Thì trong cái mục đích của cái chương trình livestream hôm nay cũng như là rất là nhiều các chương trình livestream khác mà VN Direct có tổ chức thì chính là nằm trong hệ giá trị thứ ba, tức là chia sẻ kiến thức, tri thức về đầu tư để hỗ trợ cho khách hàng. Cái format của chương trình đối thoại với chuyên gia này thì là chúng tôi mời chuyên gia đầu ngành trong nhiều ngành khác nhau tới chia sẻ. Thì ví dụ như hôm nay chúng ta rất là hân hạnh có anh Charlie, anh Charlie Nguyễn là đạo diễn và là sản xuất phim, thì anh có hơn 25 kinh nghiệm trong cái lĩnh vực điện ảnh và giải trí rồi. Thì, em rất là vui mừng chào mừng anh Charlie tới đến với chương trình ạ. Chào Tùng và xin chào tất cả mọi người. Và anh Charlie thì cũng rất là nổi tiếng rồi, nhưng mà em xin giới thiệu sơ qua một chút để có thể nhiều người trong giới đầu tư như giới kiểu cổ phiếu như bọn em thì có thể chưa biết hết. Thì anh Charlie thì là đạo diễn người Mỹ gốc Việt. Anh làm phim, nếu mà tính từ hồi ở bên Mỹ thì chắc anh phải có hơn 30 năm làm phim rồi. Anh có nhiều bộ phim khá nổi tiếng như là Long Ruồi này, Dòng Máu Anh Hùng này. Anh Charlie thì là anh trai của diễn viên Johnny Chí Nguyễn anh nhỉ? Đúng rồi, tức là anh trong gia đình thì có ba người, anh là anh cả, rồi có một cô em gái nữa là tới Johnny là Úc. Và hồi nhỏ là tụi anh là cái bắt đầu cái đam mê của mình từ lúc rất là nhỏ. Lúc đó Trí là còn chỉ có mới như là còn đang học trong cấp 3 đó, hay là nhỏ hơn nữa, là tụi anh đã bắt đầu học hỏi và cũng như là làm thử nghiệm đó. Và từ cái này nó dắt qua cái kia và mình cũng không có nghĩ là mình sẽ đi vào con đường điện ảnh đâu. Rồi một ngày nào đó tự nhiên mình lại làm cái nghề này. Chứ lúc đó nhỏ quá mình cũng không có ý thức được là lớn lên cũng sẽ làm gì. Nhưng mà giờ nhìn lại khoảng đường thì chắc là làm cái việc này là đúng. Tức là mọi thứ đều nó dẫn dắt vào cái con đường này cả. Và hôm nay để em nhắc lại một chút là cái format của chương trình ấy thì là mình sẽ dành tổng thời gian là khoảng một tiếng, thì sau đấy một lửa thì là em với cả anh Trang Nghi trao đổi một chút, sau đấy thì là câu hỏi từ khán giả ấy. Thì trong lúc mà trao đổi, anh chị em mà có câu hỏi gì dành cho anh Trang Nghi hoặc người trong chương trình thì mọi người cứ comment trong Zoom này hoặc là trên Facebook thì các bạn sẽ Tùng sẽ tổng hợp lại và Tùng sẽ lựa chọn câu hỏi để hỏi các anh chị đó. Thì ok, sorry anh Trang Nghi, nhắc lại anh một chút, quay trở lại cái phần cái mà anh đến với nghề làm phim ấy. Rồi cái đoạn đấy em cũng khá là thắc mắc, nhiều bạn cũng thắc mắc là anh đang ở bên Mỹ ấy, tự nhiên vừa về Việt Nam làm phim làm gì vậy. Không biết là đúng rồi, đây hồi xưa thì trước khi mình về thì có anh Lưu Quỳnh đó, rồi có anh Trần Anh Hùng, nói chung là không phải là mình là người đầu tiên về, rồi mình cũng thắc mắc như vậy. Mình cũng thắc mắc với lại mấy bạn mấy cái thế hệ đi trước của mình, tại sao mấy anh lớn đó lại về làm phim làm gì đó. Lúc đó thì mình cũng nghĩ là mình cũng không có cần thiết phải về đó. Nhưng mà sau khi mà sinh hoạt và hoạt động trong cái lĩnh vực phim ảnh một thời gian thì mình mới thấy cái khao khát muốn kể những cái câu chuyện của mình, tức là mình muốn nhìn thấy được người Việt ở trên màn ảnh rộng. Nếu mà mình làm ở trong một cái ngành điện ảnh ở Mỹ đó thì ít khi nào mình nhìn thấy được một cái người giống mình ở trên màn ảnh. Thì lúc mà còn nhỏ và mình mới qua Mỹ đó thì mình nói là ủa tại sao là nhìn lên mình không thấy mình ở trên màn ảnh. Thì càng ngày khi mà lớn lên và muốn
trở thành một người làm phim thì mình muốn kể những cái câu chuyện của mình, đó. mình muốn được nhìn thấy cái hình ảnh của người Việt trên trên màn ảnh rộng. Thì bên Mỹ thì lâu lâu mình cũng nhìn thấy, nhưng mà người châu Á mỗi khi nhìn thấy người Việt đó, thì nó không có đại diện đúng đó. Thì cái đó là cái khao khát của tất cả mấy anh em làm phim đó, thì họ muốn được và cái cơ hội đó nó mở ra khi mà Việt Nam bắt đầu mở cửa khi mà mình về mình có những cái cơ hội để mình kể những cái câu chuyện của mình, thay vì là mình chỉ giúp kể những cái câu chuyện của người nước ngoài thôi. Thì anh nghĩ đó là một trong những cái động cơ chính. Tất nhiên nó có nhiều cái khác nữa. Hay quá. Thế hồi mà về, em nhớ hồi anh về bắt đầu làm phim từ hồi năm khoảng đầu những năm 2000 anh nhỉ? Thì đúng trước rồi. Đấy thì anh ở bên Mỹ thì anh đã được đào tạo gì về phim chưa anh? Hồi Thì ví dụ anh học đại học anh... thì lúc lúc mà lúc còn trong đại học, tức là anh làm phim trước khi học làm phim nữa, tức là đó là tự học làm phim và đã làm phim và đã tham gia vô nhiều cái bộ phim với nhiều vai trò khác nhau, và sau đó thì mình mới bắt đầu đi học làm phim đó. Và khi anh học làm phim thì anh có lấy mấy cái lớp ở trên UCLA, thì ở Cali thì coi như là có ba bốn trường làm phim mà coi như là đứng đầu ở thế giới, tại vì nó đều xung quanh Hollywood cả, cho nên là cái chương trình của nó thì nó rất tốt. Thì lúc bấy giờ thì anh đi học biên kịch và đạo diễn, thì trong ngành làm phim nó rất rộng, nói chung là hai năm đầu tiên thì học những cái cơ bản, nhưng mà sau đó thì tùy theo cái ngành chuyên môn của mình mà mình chọn lựa, cũng giống như trong ngành y khoa vậy thôi, tức là có thể là mắt, có thể là mũi, có thể là tay, có thể là tim, có thể là gì đó, nó rất là nhiều thứ. Và lúc bây giờ thì là mình rất là mê kể chuyện và quay phim đó. Cho nên là mình chọn hai cái ngành đó. Từ hồi anh về Việt Nam bây giờ thì tầm khoảng hơn 20 năm ấy, thì em thấy là cũng có nhiều phim thành công, mà cũng có ví dụ như là mấy phim như là Nong Ruồi, Giọt Máu Anh Hùng rất là nổi tiếng hả, nhưng mà cũng có một số phim mà chưa được thành công lắm. Ví dụ như là phim Người Vượt Quên Phải Nhớ đó anh, thì có thể anh có thể chia sẻ thêm về một số cái câu chuyện mà thành công và thất bại này trong vòng 20 năm qua này, thông qua đó thì mình có thể hiểu hơn về cái xu hướng của ngành phim ở Việt Nam được không anh? Thì là khi mà về thì năm 2000 thì làm phim đầu tiên, và cái phim mọi người nghĩ là phim đầu tiên là phim Dòng Máu Anh Hùng đó, nhưng mà không phải, trước đó nó còn một cái phim nữa là Vật Đổi Sao Dời đó. Và cả hai cái bộ phim đó khi mà về làm thì vẫn chưa có cái ngành điện ảnh Việt Nam mình, nó lúc bây giờ thì thật sự cũng chưa có, chứ là chưa có ngành điện ảnh, bởi vì tất cả những cái đơn vị sản xuất đều là của nhà nước hết. Tức là ở trong Nam lúc bây giờ là có Giải Phóng Phim, ở ngoài Hà Nội là hãng phim xưởng phim Hà Nội đó. Chứ chưa có hãng phim tư nhân, hãng tư nhân cũng chưa được phép để mà hoạt động nữa. Nhưng mà từ cái bộ phim Để Mai Tính Trở Đi đó, mình nhìn thấy được cái sự trưởng thành và sự phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam nói riêng và cái ngành giải trí nói chung. Mình phải biết là khi mà đầu tư một bộ phim, mình không có làm bộ phim nào hai lần cả. Nó đặc biệt là như vậy. Trong nghệ thuật thì mình chỉ làm lần đầu thôi đó. Và như là nhạc sĩ họ có thể viết một loạt bài, thì sẽ có một vài bài sẽ đi vào tim của khán giả và sẽ động lại đó. Còn có những bài khác thì nó sẽ không có được đón nhận nồng nhiệt lắm đó. Thì trong nghệ thuật thì luôn luôn là như vậy, thì nó cũng khá là gần với lại thế giới kinh doanh, đúng không? Kinh doanh thì chúng ta không thể là 100% hay là startup là 100% là chúng ta biết trước, tại vì cái đó là lần đầu tiên chúng ta làm, cho nên nó sẽ có những cái sai sót. Thì trường hợp Tôi Còn Quên Phải Nhớ là
Mình cũng may mắn là trong trong suốt cái thời gian mình làm phim đó, là mười mấy bộ phim đó, thì chỉ có hai trường hợp là không có thu hồi vốn thôi, tức là bộ phim Fan Cuồng và gần đây là bộ phim Fan Cuồng là do mình đạo diễn, còn cái phim Người Cộng Mình Phải Nhớ là mình sản xuất. Thì Người Cộng Mình Phải Nhớ là một cái bài học rất là ấy, tức là khi mà mình thành công, mình đạt kỷ lục phòng vé rồi vân vân, thì nó không có nhiều bài học. Nhưng mà khi mà mình cái kết quả nó không có khả quan, không có đúng như sự mong đợi, thì đó lúc đó là mình học được nhiều bài học rất là quý đó. Và nó cho mình cái tư duy để mà suy nghĩ lại là mình phải chuẩn bị những cái gì và làm như thế nào đó, và điều chỉnh như thế nào cho những cái dự án tới. Thì nói về khía cạnh đầu tư phim thì như nãy mình nói trình bày đó là nó có rủi ro, bởi vì chúng ta làm, đây là cái dự án chúng ta làm lần đầu tiên, chúng ta chưa bao giờ làm lần thứ hai một bộ phim cả đó. Thì vì thế cho nên là trong cái quá trình mà thực hiện một dự án, bất tất cả những cái dự án nghệ thuật nào, thì nó cũng có cái tính mạo hiểm, có cái sự phiêu lưu ở trong đó đó. Nhưng chính cái sự phiêu lưu và cái tính mạo hiểm và cái sự khám phá đó nó mới là nghệ thuật, nó mới là đem lại cái sự hào hứng cho những người mà làm ra bộ phim đó. Tức là nếu như chúng ta biết hết được cái kết cục như thế nào thì nó không còn cái sự phiêu lưu khám phá gì nữa hết, chúng ta không có làm những cái gì, không có làm cái gì mới cả. Thì ở đây thì nhưng mà trong nếu chắc bạn chưa có quen với lại đầu tư điện ảnh đó, thì mỗi một cái dự án điện ảnh đó, ngắn nhất là 8 tháng, nhưng mà dài nhất đó, thì nó có thể kéo 2-3 năm đó, 2-3 năm đó. Thì khi mà mình đầu tư đó, thì nó cái một cái điểm không có lợi thế đó là cái mình không có cái thanh khoản cho cái đồng tiền đầu tư của mình đó. Và thứ hai nữa là mình khá là phụ thuộc vô nhiều yếu tố mà mình không có biết trước được cho đến khi mà bộ phim nó được phát hành. Vậy mọi người có hình cứ nghĩ là một vài người ngồi trong phòng quay quần với nhau và suy nghĩ lên những cái ý tưởng và đoán, đúng không? Chúng ta đoán rằng hàng triệu người ngoài kia sẽ hưởng ứng, sẽ đón nhận, sẽ thích thú với những cái điều mà chúng ta đúng không? Chỉ có một vài người thôi, tức là chỉ có ông biên kịch, ông đạo diễn, và nếu như và lâu lâu thì có ông sản xuất tham gia vào nữa. Nhưng mà hai người thì quá ít, đúng không? Nhưng mà hồi đó tới giờ vẫn là như vậy. Là như ở Hollywood thì họ có một cái gọi là development team, tức là một cái đội ngũ phát triển dự án cho một cái hãng phim đó. Thì họ là những người mà sẽ liên tục góp ý và chỉnh sửa và nghiên cứu thị trường, đúng không? Và họ lấy hết tất cả những cái data của tất cả những bộ phim đó, và họ sẽ dùng nó để mà họ kiểu giống như là trong trading mà tất cả mọi người phải study thi làm TA cái đồ thị đó, để đoán trước là thị trường nó như thế nào, cái trend nó như thế nào, rồi cái xác suất nó như thế nào. Thì làm phim cũng như vậy thôi, bởi vì mình em thì thấy câu chuyện đấy khá giống câu chuyện của startup ấy. Một bộ phim em hình dung khá giống câu chuyện của startup, vì em bản thân là ví dụ trong VN Direct bọn em thôi cũng có một số cái dự án bọn em làm ấy, làm xong thì có thể là một năm, nhưng mà làm xong ra thì không khách hàng dùng hoặc là có rất ít. Thì câu chuyện nó, em nghĩ là thực ra cái câu chuyện này nó cũng lặp lại trong nhiều ngành thôi ấy. Đấy, thì thực ra trước đây nếu mà truy lại nguồn gốc thì Toyota trước đây họ làm cái này khá tốt, họ có cái phương pháp gọi là lean manufacturing ấy, sản xuất nhanh gọn ấy. Và sau này thì trong startup thì em nghĩ là họ bổ sung khái niệm gọi là lean startup ấy. Thì cái mà anh nói, mấy cái khó khăn mà anh nói như kiểu là vấn đề về thanh khoản này, vấn đề về cái thị hiếu của thị trường là mình
nắm bắt được xem là cái, tức là mình có một cái feedback từ trong quá trình mình làm, mình có feedback liên tục để mình cải tiến ấy, thì em nghĩ là cái đấy là cái đúng, là đúng là không chỉ trong điện ảnh, em thấy là trong nhiều ngành, đặc biệt là trong cái, những cái ngành về về công nghệ chẳng hạn, thì họ đang xử lý cái đấy vấn đề khá là tốt. Em thấy ví dụ như là trong lĩnh vực giải trí thì có câu chuyện của Axie, của game Axie mà hiện tại hiện tượng lên tới cả tỷ đô ấy, thì liệu có liên quan gì trong cái câu chuyện là họ xử lý vấn đề đấy không anh? Mình có học được bài học gì không? Thì gần đây mình cũng có tìm hiểu về Axie, tại vì mình thấy nó thành công quá đó. Thì nghĩ là trong bất cứ trong cái lĩnh vực nào, nếu mà mình làm trong lĩnh vực nào, mình trước nhất là mình phải giỏi, mình phải tạo lên được những cái sản phẩm mà thật sự nó có giá trị cho người dùng. Mà mình phải tạo lên được một cái sân chơi để cho tất cả mọi người có thể kết nối và hỗ trợ và support với nhau. Thì trong cái công việc như nãy em nói là trong cái công việc startup hay đúng làm phim, là mỗi một dự án phim là một cái startup. Và hồi xưa tới bây giờ nó vẫn chưa có một cái mô hình để mà chúng ta tìm ra một cái cách làm mới để mà giảm bớt cái sự như nãy mình nói mà là trong cái quá trình mà thực hiện cái dự án đó, mình luôn luôn là làm việc một mình riêng lẻ, đúng không, hay làm việc một nhóm đó. Và mình hoàn toàn disconnect với lại cái consumer, với consumer đó. Cho nên là khi mà bộ phim ra đó thì chúng ta mới biết được là kết cục nó như thế nào, hay là khi mà đến cuối cùng của cái startup đó thì các bạn mới biết là ok, mình có được đón nhận hay là không đó. Thì lúc đó nó trễ rồi, lúc đó mà có quay về mà chỉnh sửa gì nữa thì cũng đã trễ rồi, bởi vì chúng ta đã làm rồi đó. Đã xong rồi đó, gỗ đã đóng thành thuyền rồi đó. Thì mình nghĩ trong lĩnh vực điện ảnh hay là nghệ thuật hay là trong game cũng vậy đó. Chúng ta phải làm sao đó để không, ngoài cái việc là mình phải có chất lượng, ngoài cái việc là mình phải làm hết cái đam mê và nhiệt huyết của mình, xong đó mình phải tìm ra một cái cách gì đó để mà mình kết nối được với lại cộng đồng, để nó có một cái sự cộng hưởng và có cái sự đồng hành và cái sự đóng góp từ chính consumer, từ chính những cái người user mà họ sẽ đón nhận, họ dùng cái tác phẩm này trong cái lúc mà mình thực hiện cái dự án đó. Thì mình nghĩ là cái đó cũng là một trong những cái mà động lực và động cơ mà mình với lại mấy anh em mấy startup cái Fem Central cũng là một cái động cơ chính, cũng như là nó dắt mình tới cái buổi ngồi nói chuyện ngày hôm nay đây, chứ thường thường là mình chỉ ngồi trong mấy cái phòng làm phim thôi. Thì quay trở lại là anh cái mà anh học được từ cái game Axie để kết nối với cả khán giả đấy, thì có thể cụ thể hơn như là ngoài cái gì? Em hiểu thì game Axie người ta hay nói là NFT game ấy, thì và NFT đấy là một trong những công cụ để nó vừa là công cụ để đầu tư, vừa là công cụ để kết nối với cả khán giả, kết nối với khách hàng ấy. Thì anh có thể chia sẻ kỹ hơn về cái đó được không? Thực sự thì nếu mà nói về bên game thì nó không phải là lĩnh vực của mình, cho nên là mình không có chuyên sâu ở bên game. Mình thấy được có một điều đó là ở NFT đó là nó tạo cho người ta một cái động cơ rất là mạnh, tức là có thể dùng NFT, có thể đầu tư vào chính cái NFT. Khi mà mình tham gia vào cái cuộc chơi này đó thì mình không có chỉ là giải trí, chỉ là vui chơi giống như là hồi xưa nữa, nhưng mà vừa chơi mà chúng ta lại có một cái điều kiện để chúng ta đầu tư vào chính cái cuộc chơi của mình và có tác động cũng như có cái sự ảnh hưởng từ cộng đồng, và sau đó thì nó tạo được một cái giống như một cái phong trào. Thì mình cũng gần như là adapt cái hình thức đó. Vì trước đây Fem Central cũng đã nghĩ tới cái việc là chúng ta phải làm sao để mà tạo cho chúng ta phải có một cái cộng đồng vững mạnh, chúng ta phải làm sao để kết nối được nhà sản xuất, nhà làm phim, nghệ sĩ là giới giải trí,
với cái cộng đồng fan của họ ngay từ cái thời gian đầu, chứ không phải chờ đợi cho đến đến kết thúc một cái dự án rồi mới trình bày, và sau đó thì đánh lô tô kiểu giống như là cái dự án này thì được đón nhận, dự án kia lại không được đón nhận. Và cái công nghệ blockchain cũng như là cái với lại cái công nghệ DeFi đã cho phép mình có những cái sáng kiến để mà nghĩ ra những cái phương pháp kết nối lại, làm sao đó cho mỗi một cái dự án trước khi nó được được sản xuất á, nó đều có một cái đội ngũ hùng hậu ở đằng sau đó, nó có một cái cộng đồng vững mạnh ở đằng sau, và luôn luôn lúc nào cũng là support, tức là yểm trợ cho cái dự án nó được thành công. Thì mình thấy nó cũng không có khó đúng không, tức là bên game, nếu mà bên game làm được, và gần đây thì mình thấy rất là nhiều ngành đã dùng DeFi với lại cái công nghệ blockchain và họ đã làm được, thì chắc chắn là Hollywood họ cũng sẽ làm được. Chứ ở Việt Nam mình đã nghĩ tới này thì chắc chắn là Hollywood họ sẽ làm được. Thì trong cái trong cái thầy có thể là mình có một số cái ví dụ mà nó cụ thể hơn để khán giả hiểu đây. Thì em có tìm hiểu thì ví dụ như là NFT ở trong game thì nó là ví dụ có thể là một số cái vật phẩm trong game nó quý hiếm chẳng hạn, nó có giá trị chẳng hạn, hoặc là một số cái hãng ví dụ như là hãng giày Nike chẳng hạn, họ tạo ra cái NFT là những cái đôi giày của họ, giữa một cái là đôi giày ảo và đôi giày thực tế, và có thể kết hợp lại và tạo ra những đôi giày mới chẳng hạn. Thì cái mà NFT mà trong lĩnh vực điện ảnh và giải trí này mà bên mình dự định làm, bên Time Center dự định làm, thì anh có thể chia sẻ hơn một số cái cụ thể để khán giả có thể hình dung ra rõ hơn được không anh? Ok, NFT thì mình nó có nhiều, rất là nhiều hình thức để mà mình dùng, mình áp dụng vào điện ảnh. Ví dụ như là khi mà chúng ta có một cái NFT thì NFT đó đồng thời cũng như là chúng ta có một phần ở trong cái bộ phim đó, chúng ta sở hữu một phần ở trong bộ phim đó. Đó là một hình thức, như là đã có những bộ phim đã làm rồi. Có một cái bộ phim nữa mà của Anthony Hopkins nó sắp vừa ra đó. Họ làm xong rồi, họ làm cái NFT cho cái bộ phim đó. Và họ bán lại cho studio, thì đó là một cái hình thức khác. Rồi một hình thức nữa là cái hình thức mà họ sẽ chia cái NFT trong một cái dự án điện ảnh ra rất là nhiều loại. Ví dụ như là bạn có bản quyền của bộ phim này, khi nó chiếu lên OTT bạn có cái NFT đó, hoặc là bạn có cái NFT bản quyền khi nó chiếu lên Netflix, bạn có cái bản quyền NFT khi nó được chiếu lên truyền hình, hay là nó được chiếu trên máy bay, hay là nó được chiếu ở nước này, nước kia, nước nọ. Đó, thì tại một bộ phim nó có rất là nhiều territory, chứ không hẳn là nó chỉ là ở Việt Nam. Đó. Thì giống như tất cả những cái bộ phim mà mình của Việt Nam, nói chung là của bản thân mình, thì nó cũng đã đi rất là nhiều nước. Như là nãy có Tùng có mention giống anh Hùng, thì giống anh Hùng bán trên 80 quốc gia. Thì sau này chúng ta 80 quốc gia đó, thì sau này chúng ta có thể là NFT từng cái quốc gia mà chúng ta có thể bán, đúng không? Đó là một cái hình thức chúng ta có thể bán một cái NFT, là ví dụ như là đi trên thảm đỏ và đi cùng với diễn viên và đạo diễn để mà chụp hình trước photo wall để dự một cái sự kiện gì đó, hoặc là chúng ta có thể NFT tất cả những cái vật phẩm trong bộ phim, hoặc là chúng ta có thể NFT là một cái vai nào đó. Ví dụ bạn muốn bước chân vào thế giới điện ảnh, bạn không biết không có cái cơ hội đâu, thì qua NFT bạn sẽ có một cái cơ hội để mà đóng một cái vai nào đó để cho mọi người biết đến, khám phá ra cái tài năng của mình. Cho nên là nó không giới hạn, nó chỉ giới hạn ở cái sức sáng tạo của mình thôi. Tức là tức là mình có thể sáng tạo bất cứ ra cái trò gì đó. Ví dụ như là giờ Tùng thích Trấn Thành đi, đúng không? Ví dụ như Trấn Thành ra một cái NFT đó là một ngày đi quay phim cùng Trấn Thành, hay là chụp một cái tấm selfie và được lên set, và ví dụ như là đóng chung với Trấn Thành trong một cái phân cảnh nào đó, đúng không? Thì mình tức là nó muôn mạng ngàn vạn trạng
dành cho những người mà họ thật sự là họ thích xem phim, thì mình nhận ra là ai lại không thích xem phim, đúng không? Và ai lại không muốn là ai lại không muốn giải trí. Thì thực ra cái nhu góc độ gì? Thực ra đứng ở góc độ em nhìn thì thực ra có thể phân làm ba loại ấy. Tại vì em đứng ở góc độ là một nhà đầu tư thì em hay phân làm ba loại. Thứ nhất đấy là những cái gọi là những cái loại tài sản mình đầu tư, ví dụ như là như anh nói là cổ phần trong một công ty chẳng hạn, thì em nhìn đấy là một cái loại tài sản để đầu tư, thì đấy là một loại. Loại thứ hai là ví dụ như anh nói là cái dành một ngày để đi quay phim với cả Trấn Thành chẳng hạn, thì loại đấy tạm gọi là loại kiểu là hàng hóa tiêu dùng ấy anh. Tức là ưu khá, có giá trị utility ấy. Còn cái loại đầu là cái giá trị về đầu tư kiểu investment capital ấy. Và thực ra còn một cái loại thứ ba nữa thì là loại là kể để lưu trữ giá trị như kiểu là vàng hay là commodity gì đó. Đấy. Thì nếu mà đối với góc độ em nhìn thì ok, anh có thể sáng tạo rất là nhiều, nhưng mà anh sẽ phân làm ba loại như thế để em lựa chọn loại trước để đầu tư. Đúng rồi, thì mình sẽ có tất cả ba loại đó luôn, đúng như là em nói luôn đó. Thì có những cái loại đó sẽ mình chúng ta có thể giữ cái đó, nó có cái tính thanh khoản, đúng không? Và chúng ta có thể là chúng ta có thể đầu tư vào đó, và chúng ta có thể đổi lấy tiền mặt ra cũng được, hoặc là chúng ta có thể là trao đổi với lại những cái khác, những cái dự án khác, và chúng ta có thể dùng cái đó để mà đầu tư vào nhiều cái dự án khác nhau trên nền tảng, hoặc là chúng ta có thể đổi lấy những cái vật phẩm đó, những cái vật phẩm như là nãy mình mới chia sẻ đó, thì nó rất là nhiều thứ để mình, nhưng mà nói là để mà mình ngồi đây và mình sáng tạo thì và mình suy nghĩ ra những cái idea để dùng NFT vào cái việc mà điện ảnh và giải trí, và mình chưa nói đến bên âm nhạc, mình chưa nói bên bên hội họa, mình chưa nói đến bên nghệ sĩ, thì cái chủ đề nó rất là mình mong và nó mở ra rất là nhiều cái cơ hội cho nhà đầu tư được tham gia vào cái lĩnh vực cũng như là những cái dự án mà mình thật sự là mình yêu thích và mình muốn ủng hộ và mình muốn nó được thực hiện, được sản xuất. Ví dụ như cá nhân em chẳng hạn, thì thực ra em thì cái kiến thức của em về điện ảnh không nhiều đâu, nhưng mà em khá là thích những cái dự án như kiểu là Hùng Ca Sử Việt, những cái Đúc Mồi họ làm những cái phim về lịch sử Việt Nam ấy. Đấy, nếu mà có NFT một số cái dự án phim ấy thì chắc là em sẽ đầu tư. Nhưng mà không biết là nếu mà như thế thì cái số tiền ban đầu chẳng hạn để nhà đầu tư có thể bắt đầu thì nó có nhiều không anh? Đó thì với mô hình DeFi và cho nên và cái nền tảng được cấu trúc như vậy đó, thì là nhà đầu tư có thể đầu tư bất cứ cái với cái số tiền nào mà họ có khả năng thôi, tức là mình có thể tách nhỏ, mình chia nhỏ ra, cho nên mình dùng 100.000 cũng được, tức là bằng một chỉ là một cái giá một cái vé xem phim thôi, hoặc là bạn có thể đầu tư nhiều hơn cũng được. Và thật sự thì khi mà lên mà ngồi lên ý tưởng cho cái này đó, thì mình rất, tức là mình là một nhà làm phim, một nhà sản xuất, thì mình luôn luôn mà muốn có một cái cộng đồng fan ở đằng sau cái gì cái tác phẩm của mình đó. Và càng đông thì là càng tốt, đúng không? Cho nên là cái việc mà chia nhỏ cái phần đầu tư ra đó, nó là một cái điều mà hồi xưa giờ chưa ai làm được, chưa bao giờ làm được. Xưa giờ tụi làm phim là chỉ có một vài nhà đầu tư thôi đó, mới được vào đầu tư vào một cái dự án nào đó, và những cái dự án tốt, để mình nói những dự án tốt, thì là rất là khó cho những nhà đầu tư mới mà có thể thứ nhất là biết đến là khó rồi, và xin được đầu tư trong những cái dự án tốt càng khó hơn nữa đó. Nhưng bây giờ thì lại nó mở rộng ra, và những cái người đầu tư không phải là chỉ những cái nhà đầu tư mà họ chỉ suy nghĩ về cái lợi nhuận của bộ phim, mà bây giờ chúng ta những nhà đầu tư chính là những người mà như là Tùng nói, là Tùng rất là mê nhà Đúc Mồi, đúng không? Thì giờ Tùng sẽ đầu tư thì đó Đúc Mồi sẽ rất là hạnh phúc, đúng không? Khi mà nhận tiền những cái phần đầu tư từ chính những cái người mà đang đứng ở sau dự án, những người đã khách hàng của mình đó.
thì luôn luôn á, cái đó nó có, nó có cái mối quan hệ đó, là mình nghĩ nó sẽ nó sẽ tạo lên được một cái sức mạnh cho cái dự án đó. Nó giảm rủi ro, nó tạo lên một cái công cụ cho việc PR marketing. À, chúng ta không cần tốn quá nhiều chi phí cho cái việc đó. À, và trước khi cái dự án mà bắt đầu á, thì mình đã biết được là chúng ta là đã là một cộng đồng làm phim rồi, tức là nó có cái sự cộng hưởng, tất cả mọi người đều có cái voice, có cái sự ảnh hưởng, tác động lên trên cái sự thành công của cái dự án đó. Tức là bắt đầu có momentum, bắt đầu có dự án, bắt đầu gọi là có năng lượng để bắt đầu chạy rồi, chứ không phải là chỉ một nhóm nhỏ nữa mà thành một cái cộng đồng rồi. Đúng rồi, hồi xưa thì mình cứ hình dung là nó có một nhóm người ngồi trong văn phòng và ngồi trên một cái tòa nhà nào đó và quyết định hết tất cả những cái gì mình phải xem và nên xem, cũng như là đúng không, mình không có cái sự chọn lựa. Thì giống như mình bước vào một cái nhà hàng và họ đưa ra những cái món gì mình thích hay không thích gì đó. Ok, có rất là nhiều lần đúng không, mình không biết là anh này, mọi người chắc là anh này, tất cả mọi người đều relate tới cái câu chuyện này. Mình đi ra ngoài, mình đi ra rạp, mình nhìn lên mình thấy 4-5 phim gì đó đang chiếu, nhưng mà không có cái bộ phim nào mình thích cả, không có cái bộ phim nào thật sự mình muốn xem cả. À, và cuối cùng mình nói thôi mình chọn đại một bộ phim gì đó, nhưng mà thật sự bộ phim đó cũng không phải là bộ phim mình thật sự muốn xem, nhưng mà vì mình đã đi tới đó rồi, hoặc là có thể là mình không xem, mình đi làm một cái việc gì khác đó. Thì đó là cho thấy là một cái dự án nghệ thuật nó khá là rủi ro. Tức là không phải là bộ phim nó không hay, tức là họ vẫn làm với tất cả những cái tâm huyết và cái đam mê của họ, đúng không? Nhưng mà nó không phải là cái món ăn nó có được chuộng. Nó không phải là món ăn được chuộng. Mình quán của em gọi là không khớp lệnh được anh ạ. Không khớp lệnh, đúng rồi, không khớp lệnh đó, nó không khớp lệnh và lúc đó là quá trễ rồi. Thì ngược lại thì bây giờ là chúng ta có một cách làm là trước khi chúng ta đi tới cái bước mà gọi là quá trễ đó, đúng không, thì chúng ta được trao đổi, được cộng hưởng, được cọ sát với lại cả cộng đồng. Và những dự án nào mà không ai quan tâm á thì rất là tốt cho nhà sản xuất và nhà đầu tư luôn. Nếu mà dự án của bạn không ai quan tâm á thì bạn hãy suy nghĩ một dự án khác, thay vì bạn đầu tư mấy chục tỷ vào và bạn bỏ ra mấy năm để bao làm một cái dự án mà nó không khớp lệnh. Đúng rồi. Vì là cái này trong startup nó gọi là MVP, minimum viable product ấy, đúng không anh? Tức là mình làm được cái sản phẩm, lấy ý kiến của khán giả, nếu mà thấy nó fail thì mình, hoặc là như nào đấy mình sửa thêm. Cái vừa đấy cái em nói, em hỏi về cái số tiền đầu tư ban đầu, có thể đầu tư ban đầu được đấy, thì cái đấy khá là quan trọng. Bởi vì ví dụ như là bên VNRX chẳng hạn thì có hơn 500.000 khách hàng, mà chủ yếu là khách hàng cá nhân, thì cái số tiền đầu tư ban đầu tương đối là nhỏ. Chẳng hạn ví dụ những cái sản phẩm như là đầu tư bất động sản chẳng hạn thì cũng tương đối là khó để bắt đầu đấy. Thế thì mà những khách hàng bên em thì cũng là những người rất là trẻ, rất là thích về kiểu như là giải trí nhé, xem phim chẳng hạn. Thế mà kiểu vừa xem phim vừa được kiểu lợi nhuận thì em thấy rất là thú vị, Thì đó cũng là cái mong muốn của mình, tức là mình muốn là khán giả, là những người mà xem phim á, họ được có một cái cơ hội để đồng hành, đồng sản xuất và nêu ra cái tiếng nói, cái sự đóng góp ý kiến của mình. Tức là chúng tôi cộng đồng sẽ tác động tới nhà sản xuất và nhà làm phim để họ làm ra những cái bộ phim mà thật sự là nó ăn khớp với lại consumer. Nhưng mà lên Netflix cũng vậy, là có nhiều người nói với mình là khi mà xem hết mấy cái show mà họ muốn, họ lên Netflix họ tìm hoài, mặc dù trên đó là một cái kho library khổng lồ, nhưng mà vẫn không tìm được những cái bộ phim mà nó đúng với lại cái sở thích của mình. Thì ví dụ như là mình thích phim chiến tranh đi, hay là phim hành động đi, sau khi mình xem hết một loạt những cái bộ phim mà đang đình đám đang ấy hết á, thì nó không còn cái gì nữa hết đó. Và những cái bộ phim khác cùng thể loại đó, nó không có hợp với gu mình. Và nhà sản xuất và nhà làm phim cũng như là nhạc sĩ, âm nhạc, hội họa, tất cả mọi người trong lĩnh vực mà giải trí đều ngồi đó và đoán cái trend của khán giả thôi.
tức là ai cũng nói là ok, tức là thị trường đang, cái nhu cầu của thị trường đang cần cái gì, họ đang thích cái gì, nhưng mà không ai có cái cách nào để mà kết nối được, để mà đồng hành được đó, để mà đồng sản xuất, để mà cho khán giả đóng góp được cái ý kiến, cái tiếng nói cũng như là cái sáng kiến của mình vào cái tác phẩm nghệ thuật đó. Và cũng không có cách nào cho họ đầu tư luôn. Đứng ở phía anh thì phía các nhà sản xuất, đội ngũ làm dự án thì cũng có những khó khăn. Đứng về phía các nhà đầu tư, em thấy hiện tại cũng có rất nhiều khó khăn. Ví dụ là nó đơn giản chẳng hạn như là lãi suất ngân hàng bây giờ rất là thấp chẳng hạn. Mọi người gửi ngân hàng lãi suất nó bây giờ chỉ tầm 3-4% một năm. Thế thì cái nhu cầu về sản phẩm đầu tư chẳng hạn thì đối với phía bên em nhận thấy thì cũng rất là nhiều. Những cái sản phẩm đầu tư mới mà nó vừa là đầu tư mà nó vừa giải trí thì rất là thú vị. Thế thì anh Charlie có thể chia sẻ thêm về cái dự án Time Center của mình ấy, để ok thế thì mình nói như thế rồi, thì việc cái hiện thực hóa cái bước đấy để nhà đầu tư có thể tiếp cận như nào ấy. Anh có thể chia sẻ thêm về cái dự án của mình. Thì Time Central thì nó có hai cái điểm chính thôi, tức là khi mà tụi này xây dựng thì nó phải giải đáp và nó đưa ra một cái giải đáp được một cái bài toán cũng như là cái khó khăn của ngành điện ảnh và lĩnh vực giải trí đó. Tức là mình phải tìm ra một cái cách mới để thứ nhất là nâng cái chất lượng, thứ hai là giảm rủi ro, thứ ba là làm sao đó để tạo được cái niềm tin cho thị trường. Ở đây mình nói thì niềm tin thì nó phải đến từ hai phía đúng không? Tức là từ cái phía từ creator và từ consumer. Điều đầu tiên mình nghĩ là cho fanvestor, cho tức là fan nhưng mà họ sẽ trở thành investor, cho nên là cái chữ đó hình như là chỉ có trong fanvestor đúng không? Hình như là mình một anh em trong fan show đã nghĩ ra cái từ đó và mọi người rất là thích, như là cái từ đó là giờ đó là nó sẽ là cái từ mới của Fan Central đó. Tức là bạn là fan nhưng mà bạn cũng là investor, fanvestor, thì mình rất là quan tâm, mình muốn bảo vệ cho cái cộng đồng, cho cái thị trường, cho cái khách hàng của Fan Central bằng cách là thứ nhất là họ có cái tiếng nói, họ có cái sự đóng góp, họ được quyền đồng hành, họ được quyền đồng sản xuất, họ được sở hữu tất cả những cái dự án nghệ thuật hay là điện ảnh mà họ thích. Họ thích ở đây là họ có thể là họ thích xem, họ có thể là đã xem từ trước rồi, họ tin tưởng người đạo diễn đó, hoặc là họ yêu mến một người diễn viên nào đó. Ví dụ như là ai là fan của Thái Hòa đúng không, và họ rất là thích comedy, họ thích hài đó. Ví dụ như là khi mà có một cái dự án mà Thái Hòa lên á, thì là họ sẽ được, lần này họ sẽ được cái như là trao đổi với lại nhà làm phim, có thể là lên forum trao đổi với lại Thái Hòa, có thể là được đầu tư vào cái dự án của idol của mình đó, và đồng hành và theo dõi suốt cái quá trình làm phim cũng như là tham gia vào ở một cái mức độ nào đó thì tùy theo cái số tiền, cái sự đầu tư của họ. Bên cạnh đó thì cái tính thanh lưỡi, cái thanh khoản, cái tiền đầu tư của họ không có bị lót, giống như kiểu mà đầu tư truyền thống như nãy mình có nhắc đó, đó. Tức là cái này nó có, chúng ta có thể stake, chúng ta có thể mua, chúng ta có thể trao đổi, hoặc chúng ta có thể chia nhỏ ra và đầu tư vào nhiều dự án khác nhau đó. Và đồng thời thì là fanvestor sẽ được, tức là không có đầu tư một cách là kiểu mà hên xui hoặc là mù quáng nữa, mà vì chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian rất dài để chúng ta tương tác đó, và đồng hành chung với lại nhà làm phim. Bên cạnh đó thì sau cái phần đó rồi đó, thì trước khi mà một bộ phim đưa qua cái giai đoạn mà fundraising đó, thì tụi này sẽ có một cái hội đồng thẩm định mỹ thuật. Thì mình biết là fan thì chỉ dựa vào những cái yếu tố bên ngoài của một dự án thôi đó. Chúng ta để đảm bảo cho một cái dự án đó nó thật là tốt đó, thì chúng ta phải kiểm tra cái chất lượng ở bên trong, đúng không? ở bên trong đó thì trước khi mà tụi này ra phân thì tụi này có một cái hội đồng thẩm định nghệ thuật. Nó thì sẽ có gồm có biên kịch, gồm có nhà sản xuất, gồm có đạo diễn, gồm có nhà phát hành, vân vân. Đó là nguyên cái hội đồng, và chúng ta sẽ chấm điểm dựa trên trên cái kịch bản, đó là cái câu chuyện. Chúng ta sẽ chấm điểm dựa trên cái ekip, những người đứng sau dự án này là ai.
đó. Cái casting là như thế nào, đúng không? Hãng phim nào, đúng không? Chúng và nó ra sao cái, và nó sẽ có một cái dựa trên cái financial, tức là cái phần cái business plan của dự án, tức là nó là cái budget nó như thế nào, được sản xuất trong như thế nào và phát hành và như thế nào, tất cả cái này nó sẽ đưa ra được một cái sự đánh giá, cộng với lại cái thời gian mà ấp ủ dự án cùng với cộng đồng, thì sau đó cái dự án khi mà đưa lên là mình chắc chắn là đây là một cái cơ hội rất là hình như là chưa bao giờ có, đúng không, để chúng ta có thể cùng nhau đó, để mà làm lên những cái tác phẩm điện ảnh đó, không có riêng lẻ nữa, và cái số tiền mà chúng ta có thể tham gia hoặc là không tham gia cũng được, chúng ta chỉ là một member, làm cộng đồng mà chúng ta đi mua vé xem cũng được, đúng không? Thì nó sẽ rất là flexible, linh động ở đây đó, và nó tạo ra rất nhiều cái trò chơi, và đồng thời thì Fanzendo nghĩ ra rất nhiều cái phần thưởng đó, để cho cái người mà engage, là bạn share, bạn kéo những người, bạn bè của mình vào trong để mà là đứng đằng sau cái dự án này hoặc đầu tư cái dự án này, thì nó sẽ có những cái phần thưởng khác, và đồng thời tụi này cũng sẽ gợi ý cho nhà sản xuất, gợi ý cho nhà làm phim hoặc là đạo diễn, để đưa ra những cái incentive mà nó thú vị cho những cái người mà thật sự người ta muốn, ở đó giờ người ta chưa có nói chung là chỉ đứng nhìn điện ảnh và thế giới giải trí từ xa thôi, bây giờ các bạn có thể bước tới gần và thậm chí bước vào trong cuộc luôn đó, để mà đồng hành thì anh nghĩ nó là một cái thế giới mới, một cái phương pháp mới, và nó sẽ giúp cho cả một cái thị trường mà sàng lọc những cái dự án mà không nên đầu tư, không nên làm, và nó còn chỉ có sàng lọc lại những dự án mà tốt và những dự án mà nên làm và những dự án có một cái cộng đồng vững mạnh đứng ở đằng sau đó thôi. Và trong thời gian đầu thì là mình rất là kỹ lưỡng để mà select tất cả những cái dự án mà thật sự nó có chất lượng, và đằng sau đó có những cái con người cũng như cái ekip mạnh và kinh nghiệm và nghiêm túc với nghề. Em thấy tức là cái giá trị của nó, tức là mình bỏ đi, tức là hạn chế đi rất là nhiều cái những cái nguồn được lãng phí trong xã hội, những cái dự án nó lãng phí ấy. Thì tức là có tốt cho mình, tốt cho mọi người xung quanh và tốt cho xã hội này, thì cái đấy chính là một trong những cái mà em thấy cái giá trị rất là lớn của những cái cách mạng về công nghệ, ví dụ như là mà trong đấy công nghệ blockchain là một trong những cái ví dụ rất là điển hình. Đấy cũng là một trong những lý do vì sao mà em vừa tổ chức cái chương trình ngày hôm nay với anh Charlie ấy, để phổ biến cái blockchain, phổ biến cái công nghệ mới này tới với cả xã hội Việt Nam mình nhiều hơn ấy. Đúng rồi. Thì trước khi mà vào trong, tại vì phần thời gian anh em mình trao đổi nó cũng hơi em bị hơi mất thời gian một chút. Thì trước khi mà vào phần câu hỏi của khán giả ấy, thì em muốn xin hỏi anh Charlie một câu cuối là anh có thể chia sẻ thêm cái roadmap của cái dự án Farm Center của mình, ví dụ như là cái dự định sắp tới của mình, thời gian cụ thể như thế nào, và nếu mà khán giả hoặc là anh chị em nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn vào dự án này cũng như là cái chủ đề liên quan nói chung ấy, thì mình có thể tìm hiểu như thế nào? Mình có thể để một cái link, và nó có tất cả những cái thông tin đó ở trên cái trang của mình cho mọi người, tại vì em sợ nói ra không có nhớ chính xác cái thời điểm nào đó lại nói sai. Về tất cả những cái này thì là mấy anh em đã chuẩn bị và có đầy đủ rồi để cho mọi người tham khảo. Cũng vui là trước khi cái buổi nói chuyện này thì mấy anh em rất là lo cho anh, tại vì nói chuyện về kinh doanh, nói chuyện về đầu tư là đúng là không phải là thuộc về cái lĩnh vực của một cái người làm phim đó. Và cũng đã soạn câu hỏi câu này, nhưng mà khi hai anh em mình nói chuyện thì coi như là bỏ qua mấy cái kia hết. Không theo kịch bản này đó, rất là linh động. Nhưng mà vậy cũng tốt thôi, mình nghĩ như vậy nó tốt hơn, chứ mà theo kịch bản cũng mệt lắm, tại vì theo kịch bản phải cần em Tùng với anh phải cần làm diễn viên mới theo kịch bản được. Và em thì ngày xưa là cũng xuất phát từ dân kỹ thuật, mới chuyển sang dân làm tài chính ấy. À vậy à. Cũng không phải là chuyên môn về hàng tài chính thôi, em ngày xưa học bách khoa. Bây giờ mình chuyển sang phần câu hỏi của khán giả ấy nhé. Ok. Ok anh.
Thì đây em có một số câu sẵn của một số fan gửi anh. Thì em xin phép hỏi câu đầu tiên đấy là cái Việt Nam mình, phim Việt Nam mình cạnh tranh rất là lớn với cả nhiều phim của nước ngoài ấy. Đấy, ví dụ như em này, thì chẳng hạn như là em sẽ có xu hướng là thích xem phim hành động của Mỹ chẳng hạn, so với cả phim Việt Nam thì em ít xem hơn. Thế thì anh là người ở trong ngành làm phim ấy, thì anh có cái gọi là cái trăn trở gì để giải quyết bài toán không anh? Đúng rồi, đây cũng là một cái câu chuyện khá là hay à. Tức là lúc mà anh sang anh à, anh làm xong cái bộ phim Tèo Em thì cái ông executive của CJ bay qua và mới ngồi mới 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 là ông mới mời mình đi ăn, và ông kể cái câu chuyện về Hàn Quốc, và ông nói là cách đây tức là cái thời lúc mà Tèo Em thì lúc đó là cái lập kỷ lục phòng vé lúc đó là 80 mấy tỷ đó. Bây giờ thì nó cao lắm rồi, bây giờ thì doanh thu của điện ảnh nó lên cao lắm, mà như là Bố Già là 400 mấy rồi đó, nhưng mà thời đó 80 mấy là kỷ lục phòng vé. Thì ông bay qua và ông mới ngồi, ông mới nói là ông mới chia sẻ là mười mấy chỉ có mười mấy năm trước thôi, lúc đó là CJ coi như là trùm điện ảnh ở Hàn Quốc. Ông nói là chỉ mười mấy năm trước thôi, ở Hàn Quốc á, không đi fan sim Hàn Quốc, tức là khán giả Hàn Quốc không xem phim của Hàn Quốc, họ chỉ xem phim Hollywood thôi. À, Đúng và rồi. những cái, và khi mà họ bắt đầu khi mà và mình có thể hình dung là điện ảnh Hàn Quốc trước Covid đúng không, nó như thế nào, nó gần như là đứng thứ nhì trên thế giới, nhưng mà nó chỉ vươn lên trong một thời gian cực kỳ ngắn thôi, chỉ trong vòng là 20 năm thôi, chứ không cần nhiều thời gian, không có nhiều, 20 20 mấy năm thôi. thì Được rồi. thì cái việc cái câu hỏi của em nó liên quan tới cái câu chuyện đó, tại vì ở Hàn Quốc họ không xem phim Hàn Quốc, họ gần như là họ tẩy chay phim Hàn Quốc. Ông nói là một phim Hàn Quốc mà ra đó bán không được 100.000 vé nữa, không được một, tức là bán chỉ được có vài nghìn cái vé thôi, và họ rất là hoang mang, họ không biết là làm sao, tức là ai cũng đi xem phim Hollywood, xem Mỹ hết. À, thì họ mới có một cái là có một mục tiêu đó, và một cái kế hoạch, một cái chiến lược đó. Đó, và một cái giấc mơ là một ngày nào đó họ sẽ bán được 1 triệu cái vé, 1 triệu cái, một, cái bộ phim của họ sẽ được 1 triệu người đón nhận đó. Và họ làm hết tất cả cái nỗ lực ra để họ làm cái điều đó, và tất nhiên là không bao lâu sau đó thì họ đạt được cái điều đó. Thì lúc đó đó là Tèo Em là có hình như là có 350.000 vé đó, 300 hay là 400.000 vé gì anh không nhớ đó. Thì ổng qua ổng nói câu chuyện, ổng nói là bây giờ đó, ngay bây giờ là Việt Nam có chỉ có 300 400.000 vé, là cái phim của anh là cái phim mà bây giờ là đang là kỷ lục nhất đúng không, nhưng mà nó chỉ có với cái số vé đó thôi, thì nó rất là giống chúng tôi, cái nó rất là cái giống cái câu chuyện của chúng tôi, và đó là lý do mà tại sao tôi bay qua đây để mà tôi ngồi với anh đó. Và đó là cũng là lý do mà tại sao CGV hay là Lotte đầu tư mấy tỷ đô vào thị trường Việt Nam, bởi vì họ thấy được là trong tương lai là điện ảnh Việt Nam mình nó sẽ là phát triển, là một cái, tại vì nếu mà nói về dân số là tới mình tới gần hơn hai mấy hai gấp hai hai mấy lần Hàn Quốc lần đó. Cho nên họ nhìn thấy được cái bóng cái quá khứ của họ ở Việt Nam đó. Hay quá anh. Và Đấy. tức Thì là để họ nhìn khó khăn là thành cơ hội, đúng hay rồi quá đó. anh. Và nếu mình trả lời câu này thì nó sẽ dài dòng lắm, cho nên sợ hết giờ, cho nên không muốn đi vào chi tiết. Ok, em thấy câu hỏi về đấy rất hay, câu hỏi của bạn là một bạn quyên ở trong phòng của bọn em. Ok, câu hỏi thứ hai là của một bạn tên là Giang. Bạn nó hỏi là tức là gần đây có nhiều nhiều người trong giới showbiz có đưa thông tin về tiền số, về tiền ảo ấy, và nhiều cái thông tin thì nó cũng không được tốt lắm. Thế thì nó có ảnh hưởng gì tới cái dự án của mình, hoặc là dự án ảnh hưởng tới cái uy tín của ngành điện ảnh nói chung anh? Tại vì trong con mắt của người làm tài chính chẳng hạn đấy, thì rất là nhiều người trong giới showbiz có thể là chưa thực sự đáng tin. Đúng rồi, một cái việc đó vừa rồi xảy ra là một cái việc là thiếu hiểu biết thôi, tức là mấy bạn không có biết về cái ngành kỹ thuật số đó. Cũng giống như là hồi xưa tới bây giờ thì là
là họ thường xuyên là họ endorse những cái branding này, những cái branding kia, đúng không? Tức là những cái dự án kinh doanh thì họ cũng cần đến đến cái những cái tác phẩm mà nó, những cái tác phẩm truyền thông cần đến 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 điện ảnh, cũng như là cần đến liên quan tới lĩnh vực giải trí để mà họ phát triển cái thương hiệu của họ đó. Thì mấy bạn làm sao biết được là làm, tức là mấy bạn đang thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết để có thể nhận, để có thể đánh giá là cái dự án gì là scam, dự án gì là không scam, tại vì họ có đâu phải là chuyên sâu, không phải là chuyên môn đâu đó. Cho nên là họ, cái đó là cái việc mà vô tư, và họ bị phạm sai lầm và họ phải rút kinh nghiệm cái việc đó. Và còn nói là nó có ảnh hưởng không, thì chắc chắn là ảnh hưởng chứ, đúng không? Thì tại vì nhưng mà nó chỉ ảnh hưởng với những người mà họ không biết về về ngành blockchain, về 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 công nghệ blockchain, cũng như là họ không chưa hiểu về cái tài sản số, thì họ mới nghĩ là những cái này là scam đó. Nhưng mà một khi họ hiểu rồi đó, thì họ thấy đó là chỉ có những, chứ là những con người scam thôi, chứ không phải là công nghệ nó scam, đúng không? Cũng như là tài sản số nó không có scam, chỉ có những cái người đứng ở phía sau đó là họ scam nhau thôi. Thì trong lĩnh vực nào cũng vậy, chứ đâu phải là trong cái lĩnh vực blockchain hay thực số đâu, đúng không? Trong ngành nào cũng sẽ có những cái người đứng ở đằng sau đó, đúng không? Họ scam nhau. Thì là khi mà mình dần dần làm, dần dần mọi người tìm hiểu và mọi người cứ như là trau dồi kiến thức và có được những cái điều hiểu biết cơ bản về công nghệ blockchain, cũng như là những cái tài sản số vân vân đó, thì họ sẽ có một cái tức là họ sẽ có những cái nhận xét nó không có kiểu đánh đồng như vậy. Nhưng mà hiện tại thì anh nghĩ nó cũng ảnh hưởng. Em xin phép hỏi câu tiếp theo của bạn Hải Đăng Lê Trần, là yêu cầu và điều kiện cần và đủ để trở thành một fan vector như anh chắc đi nói thì là gì ạ? Bạn chỉ cần yêu điện ảnh, yêu phim, không thích đồng hành, thích sở hữu một cái tác phẩm điện ảnh, thích đầu tư cùng với lại nhà làm phim, cũng như là một nghệ sĩ hoặc là một idol nào đó bạn thích, thì bạn có thể lên Film Central, bạn có thể trở thành một member, trở thành một thành viên của Film Central. Và bạn có thể là sử dụng hết tất cả những cái tức là những cái feature, cái tính năng ở trên đó. Bạn cứ với mọi người cứ lên đó và khám phá và cứ phát hiện và đồng hành chung với lại với nhà làm phim và nghệ sĩ thôi. Tức là nó rất là dễ, nó không có cái gì khó hết. Và nếu mà có gì thắc mắc đó, thì tụi này có tất cả những cái thông tin đó để cho mọi người sẽ được giải đáp tất cả những cái thắc mắc của mình trong cái thời gian tới. Cảm ơn anh. Câu hỏi tiếp theo của bạn chắc là Nguyễn Trung Dũng, là khi mua NFT thì nhà đầu tư có thể nhận những khoản lợi nhuận như thế nào ạ? NFT hả? NFT về lợi nhuận đấy, vì bạn có mở ngoặc, đóng mở ngoặc là về tinh thần và tiền bạc. Ok, thì tất cả những cái dự án, khi mà mình lên Film Central, mình vào trong một cái dự án đó, thì tất cả những cái thông tin là về NFT, hay là tham gia như thế nào, hay là đầu tư như thế nào, thời gian sản xuất như thế nào, và cái quá trình như thế nào, cũng như là sự lợi nhuận mang lại nó từ đâu, và nó đến từ lúc nào, và nó sẽ có bao nhiêu cái hình thức lợi nhuận khác nhau mình có thể khai thác, và nó có nhiều cái option để cho bạn dùng cái phần đầu tư của mình đó, để mà mình trao đổi, mình đầu tư ngược lại, hoặc là mình như thế nào đó, nó sẽ có rất là nhiều. Bản thân mình thì không phải là kiểu giống như là đây là không phải là cái vấn đề chuyên môn của mình. Thế là gần đây là mình phải học và mình phải tìm hiểu từ khá nhiều từ các anh em founder của Film Central, tại vì trong nhóm có 5 anh em và cũng như là 5 cái mảnh ghép, mỗi người có một cái thế mạnh khác nhau, mỗi người có một cái chuyên môn khác nhau.
và khi tụi này ngồi lại với nhau thì ráp lại nó mới hình thành một cái bức tranh toàn vẹn. Thì cái như cái câu hỏi của bạn thì lên trên đó nó sẽ có hết tất cả. Tụi này sẽ muốn làm sao đó cho fan Vester của mình tham gia một cách tất cả những cái hoạt động của fan sẽ được thứ nhất là tụi này là đứng làm sao là phải bảo vệ dự án và bảo vệ fan central, cái điều đó là khỏi nói rồi, đúng không? Tụi này đều khắc phục hết tất cả mọi cái rủi ro đó, cũng như là lúc nào cũng có những cái dự bị để mà xử lý những cái rủi ro và tạo ra nhiều cái mô hình kinh doanh khác nó thú vị bên cạnh cái fan central, trong fan central, trong cái ecosystem, để cho fan có nhiều cái, tức là tùy theo ý thích của các bạn thôi. Các bạn có thể chọn lựa cái này cái kia nọ, các bạn có thể đầu tư vào một dự án, có thể đầu tư vào nhiều dự án, dù các bạn có $1,000, các bạn có thể đầu tư vào 5 bộ phim, 6 bộ phim, các bạn mua có thể đầu tư vào những NFT hay là các bạn có thể dùng cái đó để mà trao đổi hoặc là đầu tư vào những cái mô hình kinh doanh khác mà nó sẽ cộng hưởng bên cạnh trong cái ecosystem của Fan Central. Tỷ này thì là chắc là ở đây mình không kể hết đâu, nên mọi người từ từ khám phá rồi cái khối lượng mà dữ liệu nó rất là khổng lồ. Vậy Fan Central giống như là một cái kiểu một cái platform, một cái hệ sinh thái, trong đấy thì có thể có nhiều sản phẩm đầu tư nhỏ hơn khác. Đúng rồi. Em nghĩ là chắc là bên mình sắp tới sẽ phải làm một cái như kiểu là ask me anything, tức là hỏi bất cứ điều gì cũng được, sau đấy mời cả 5 founder lên để khán giả hỏi điều gì. Đúng rồi. Tôi nghĩ cái thì lúc em tiếp truyền tải thì chắc là nó sẽ đầy đủ hơn. Ừ, đúng rồi. Dạ, cái đó hay đó Tùng. Ask me anything hay đó. Cho 5 người lên ngồi và cũng giống như là kiểu giống như là mug shot vậy đó. cho mọi người điểm mặt. Và em xin phép hỏi một câu của bạn Minh Đức là quy trình phát triển hoàn chỉnh một bộ phim bên Mỹ như thế nào, có khác gì với Việt Nam hay không? Cái câu này có thể là anh ở bên Mỹ hả? À, ở bên Mỹ với Việt Nam thì không có khác nhau. Nếu mà nói về cái quy trình thì nó không có khác nhau. Nó chỉ có một vài yếu tố mà Việt Nam không có mà bên đó có thôi. Ví dụ như là mình không có cái yếu tố cái hiệp hội điện ảnh. Như là ở bên Mỹ thì nó có union, tức là nó có một cái hiệp hội đó, và nó điều hành, nó regulate tất cả những cái luật lệ trong điện ảnh. Mình ở đây thì mình chưa có một cái hiệp hội như vậy. Ngôi sao diễn viên của mình cũng chưa có agent, chưa có manager, chưa có luật sư như là diễn viên Hollywood, đúng không? Mình cũng chưa có những cái công ty mà nó gọi là bonding, tức là những cái công ty bảo hiểm chợ phim. Ở đây thì mình cũng chưa có. Đó, có những cái mà mình đang phát triển và từ từ mình sẽ đi tới đó. Còn nếu mà nói về quy trình sản xuất, tức là về phát triển dự án biên kịch rồi quay phim rồi hậu kỳ rồi kỹ xảo rồi âm nhạc rồi diễn xuất rồi vấn đề tổ chức đồ này kia, thì tất cả những cái công việc đó đều giống nhau. Tức là một bộ phim 100 triệu hay là một bộ phim $50,000 thì cái quá trình nó không khác nhau, nó vẫn giống nhau. Rồi, tức là quá trình làm một sản phẩm thì giống nhau, nhưng mà cái hệ sinh thái xung quanh sản phẩm, các bên liên quan xung quanh sản phẩm đấy thì nó sẽ khác nhau. Nó gọi là các cái, như một công ty bọn em thì nó gọi là các cái stakeholder trong một công ty ấy. Stakeholder hả? Yeah. Thì ở Mỹ thì cái nền cái họ đã có mấy trăm năm rồi, đó, cho nên là họ đã điều chỉnh và phát triển và cộng thêm, đúng không? Khi mà cái thị trường của họ bắt đầu lớn lên và nó thống trị cả một thế giới luôn, toàn cầu luôn á, thì là cái nguồn máy của họ phải lớn lên đó, và nó phức tạp hơn. Tiếp theo hỏi câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Minh Duy là cái tính pháp lý của NFT tại Việt Nam ra sao, và anh có thể chia sẻ thêm về, tức là đã có luật nào về đầu tư cái NFT này hay chưa, bảo vệ nhà đầu tư ở Việt Nam khi đầu tư vào NFT ở Fan Center như thế nào? Thì này là theo như mình được biết á, thì là vấn đề
pháp lý ở Việt Nam cũng như là vấn đề pháp lý của rất là nhiều nơi trên thế giới luôn đối với NFT á, là đang đi sau công nghệ, tức là công nghệ chúng ta đã đi trước rồi, rồi pháp lý từ từ mới đi theo. Thì là thời gian sắp tới thôi. Đó thì là bây giờ cái vấn đề cái phong trào NFT nó bùng nổ cả thế giới. Thì nhà làm pháp thì họ sẽ phải đi theo công nghệ thôi. Từ từ mình sẽ thấy nó sẽ được áp dụng và nó sẽ được có những cái pháp lý nó rõ ràng hơn. Nhưng mà bây giờ thì công nghệ nó đang đi nhanh quá, đang đi trước pháp lý. Để mình chờ xem thì chắc chắn là những cái nơi mà họ đang ứng dụng NFT một cách mà kêu là rầm rộ và mạnh mẽ nhất đó, là giống như là bên Mỹ chẳng hạn đó, thì chắc chắn là sắp tới là họ cũng sẽ phải pass những cái law gì đó, đó để mà regulate để làm cho cái việc mà sở hữu cũng như là trao đổi cũng như là dùng NFT nó an toàn. Ok, em xin hỏi câu hỏi của, chắc là thời gian cũng sắp hết thì em xin hỏi hai câu nữa thôi. Câu hỏi của bạn là Hoàng Duy là dự định của Farm Center trong thời gian tới như thế nào? Bao giờ thì có một sản phẩm đầu tiên ra thị trường? Hiện bây giờ thì tụi này ấp ủ khoảng 4 dự án phim điện ảnh. Và có những cái dự án có những dự án khác nữa, những án như là những dự án truyền hình, những dự án streaming, những dự án OTT cũng có, như là mini series phim dài tập, tụi này cũng có luôn đó. Thì những dự án mà để launch Farm Central thì mình muốn là đó là những cái dự án mà thật sự nó có chất lượng, thật sự nó đáng nó xứng đáng để tụi này ra mắt đó. Và nó có một cái đội ngũ ekip làm phim hùng hậu như kinh nghiệm đứng ở đằng sau đó. Cho nên là tụi này đi từng bước, nhưng mà mỗi một bước đi nó hơi chậm, nhưng mà nó chắc đó. Nó chắc các bạn cứ lên trên Farm Central gần khi mà tụi này launch thì nó sẽ để mà tìm hiểu những cái dự án mà tụi này sẽ tham gia cùng với lại ekip làm phim trong thời gian tới. Ok, em xin hỏi câu hỏi cuối cùng của bạn Trần Trường ấy. Câu hỏi của bạn là Farm sẽ mở bán ở đâu, tức là Farm sẽ mở bán tại những nơi nào? Chắc là ý câu này bạn ấy là chắc là mở bán Farm ở đây có là token hoặc là một cái coi của bên mình, nếu mà phát hành thì Farm Central tức là Farm đầu tư vào cái nền tảng, tức cái ecosystem, tức là mọi người đầu tư vào cái đồng Farm token, đúng không? Và có một cái hình thức nữa là chúng ta đầu tư vào chính cái dự án mà chúng ta yêu thích. Thì nó có nhiều cách để mà chúng ta để mà các bạn có thể đầu tư khi mà các bạn lên Farm Central. Và bạn ở đâu thì mình biết là sắp tới mình sẽ có cái soft launch ở BNC, mà sau đó sẽ có nhiều chỗ nữa, nhiều lắm. Thì giờ mình sợ nói ra nó sẽ thiếu sót, cho nên là không biết là các Tùng có cái cách nào để mình up lên mấy cái thông tin này một cách chính xác hơn á. Cho mà sẽ direct có website hoặc là như nào đấy thì em sẽ post vào trong cái comment ở trong cái đường link sự kiện này để mọi người tìm hiểu thêm. Thế này cũng có nhiều bạn muốn tìm hiểu thêm về cái dự án này. Ok, thì em nghĩ là chắc là mình wrap cái buổi nói chuyện hôm nay đây, thì em thấy rất là vui hôm nay là được nói chuyện với cả anh Charlie ở đây. Anh em mình em một người là bên tài chính, một người là bên điện ảnh. Đúng là nhờ cái công nghệ blockchain này anh em có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau. Đúng rồi. Em nghĩ là đều vì một mục đích chung thôi, là muốn cho, ví dụ như anh là muốn cho ngành điện ảnh, ngành giải trí nó tốt hơn chẳng hạn, thì đứng ở khía cạnh bọn em cũng mong muốn là mang tới nhiều cái sản phẩm tốt cho khách hàng, hoặc là bản thân ngành tài chính thì cũng có rất là nhiều cái cần phải kiểu như là cần phải cải tiến hơn ấy. Ví dụ như là mô hình decentralized finance, tài chính phi tập trung cũng là một trong những cái lựa chọn để giúp cho ngành tài chính nó hoạt động hiệu quả hơn. Thì mục đích cuối cùng thì vẫn là
tốt cho bản thân mình đúng không, tốt cho mọi người xung quanh và tốt cho xã hội. Thì em xin cảm ơn anh Trang rất là nhiều và cảm ơn quý vị khán giả trong Zoom này. Có rất nhiều anh chị ở trong Zoom này cũng như là các anh chị xem trực tiếp ở trên Facebook. Em xin kính chào quý vị khán giả. Em nhường lại lời cuối cho anh Trang. Ok, rồi cảm ơn Tùng trong một cái buổi chia sẻ rất là thú vị, và hy vọng là sẽ còn gặp lại Tùng trong những cái thời gian sắp tới nữa, cũng như vậy về cái cộng đồng của Tùng. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và mọi người có nếu mà có câu hỏi hoặc thắc mắc gì đó, và trong cái buổi nói chuyện mà tụi mình nói không hết hoặc là nó đi nó lòng vòng á, thì mọi người hãy cái liên lạc theo cái link mà cho cái Tùng gửi, Tùng up lên giùm á, cứ theo cái link đó, và tụi này là rất là sẵn sàng để mà trả lời cũng như là đón nhận những cái ý góp, góp ý, những cái đóng góp ý kiến đó, từ tất cả mọi người. Tức là chỗ này là đang cũng trong cái quá trình là đang mở ra để coi coi mình sẽ cái cuộc phiêu lưu và cái hành trình này đó, nó sẽ dẫn mình tới đâu đó. Tức là tất cả mọi người rất là hào hứng để được kết nối, đó là lại lần đầu tiên được kết nối giữa cái ngành để điện ảnh với lại blockchain. Thì hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau, còn gặp nhau nữa. Và em cảm ơn anh, cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Và nếu mà trong quá trình chúng tôi thực hiện chương trình, nếu mà có sai sót thì cũng mong quý vị khán giả thông cảm. Rồi, em xin chào anh Trang Nghi ạ. Xin chào mọi người. Xong rồi chúng ta sẽ kết thúc chương trình. Rồi. Ok, xin chào mọi người. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct. Và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.